chào, các bạn đang quay trở lại với An Tiến Studio. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một sản phẩm có thể sử dụng như chiếc đèn ngủ, lại có thể sử dụng như một chiếc loa di động với chất âm cực kỳ hay ho. Và đây là chiếc JBL Post 3 với thiết kế hình trụ được bao quanh bởi những bóng đèn có thể chạy theo bài hát hoặc do custom người dùng, người nghe. Và anh em hãy cùng mình review chiếc loa này trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên khi mà sử dụng em nó thì các bạn có thể thấy rằng phần bao quanh này là một vật liệu nhựa hoặc là mica chứ không phải là thủy tinh cũng như là nhựa cứng. Phần nhựa này thì mình không nghĩ là nó sẽ được bền hay không, bởi vì các bạn biết đấy, thường là nhựa dẻo thì nó sẽ hay bị ố vàng theo thời gian. Và đặc biệt là những màu trắng hay là màu sữa mà tiếp xúc với ánh sáng hay là nắng. Phần thiết kế này thì đã được nâng cấp kể từ chiếc Post 2. Tuy mình vẫn có cảm giác là ánh sáng của em JBL Post này vẫn chưa được mịn màng cho lắm, những chuyển động của ánh sáng bên trong ấy. Và ở trong thì cũng sẽ có một số phụ kiện cũng như là các giấy tờ hướng dẫn khác. Quay trở lại với chiếc loa của chúng ta, các bạn có thể thấy là em nó dài hơn khoảng một gang tay và có hình trụ. Ở hai đầu thì sẽ có hai đun bass với logo JBL nhìn sẽ khá là hay. Với sản phẩm loa Post 3 này thì chúng ta vẫn sẽ có thêm chuẩn kháng nước IPX7. Các bạn có thể sử dụng nó ở những nơi ẩm ướt nhờ việc được che đậy hầu hết những khu kết nối cũng như là phần vải cũng đã được phủ một lớp carbon chống nước rất tốt. Mình chưa nói nhiều về phần chất âm của em nó vì như các bạn đã biết thì JBL là con cưng của Harman Kardon, một hãng âm thanh cực kỳ đình đám và đương nhiên là không phải bàn về chất lượng rồi. Tuy nhiên là Harman Kardon vẫn là một hãng chú trọng về chất lượng âm thanh cũng như là âm thanh cho ra các thiết bị của Harman thường có chất âm rõ ràng cũng như là được trau chuốt một cách mịn màng. Với cái giải âm của nó thì sẽ cực kỳ chất lượng nhờ việc được cân bằng rất tốt giữa những giải mid và high. Tuy nhiên, JBL lại không thế. Mình không nói rằng là JBL là thương hiệu giá rẻ, bởi vì những sản phẩm của JBL đều trải rộng cực kỳ nhiều phân khúc, từ cả những sản phẩm vài trăm cho đến cả dàn sao bass hai mấy củ. Tuy nhiên thì những sản phẩm này có một điểm chung, đấy chính là bass rất mạnh mẽ. Thường thì nếu bạn sử dụng các sản phẩm của JBL cho những mục đích như là xem phim, nghe nhạc và đặc biệt phải là nhà có lượng bass cao thì thực sự là không có ông nào ăn được các sản phẩm của JBL với độ to mồm của em nó. Cực kỳ hợp với những nội dung như là xem phim hành động hay là nhạc có mức độ bass cao như là EDM hay là những bản dubstep. Quay trở lại với em JBL Post này thì các bạn có thể thấy sự sáng tạo của JBL là rất lớn. Với những sản phẩm như này thì các bạn có thể vừa sử dụng như một chiếc loa bình thường, vừa có thể sử dụng như là một sản phẩm dùng để trang trí. Ở cạnh bên sẽ có tổ hợp phím up down, ngay bên dưới là pause và play. Tất nhiên là các bạn có thể sử dụng để khởi động trợ lý ảo Google Assistant để hoạt động như một trợ lý cho công việc hàng ngày. Bên cạnh thì chúng ta sẽ có phím Bluetooth, JBL Connect cũng như là Live Show. Các bạn có thể sử dụng phím này để chuyển các chế độ ánh sáng khác nhau để trang trí. Tất nhiên là có riêng một phím sử dụng JBL Connect nên JBL cũng sử dụng được nhiều chức năng kết nối nhiều sản phẩm JBL khác nhau để có thể sử dụng được như một dàn stereo với âm thanh từ nhiều hướng. Tất nhiên là các bạn cũng có thể kết nối với các thiết bị khác chứ không phải duy nhất những sản phẩm JBL Post. Với chất âm của em nó thì mình cũng đã nói rồi, hầu hết thì các sản phẩm JBL đều có một lượng bass rất tốt và thích hợp cho người sử dụng để có thể giải trí một cách mạnh mẽ. Chứ nếu bạn là một người yêu thích sự trong trẻo của chất âm hoặc là sự chi tiết khi nghe, khi cảm thụ bài hát thì mình nghĩ đây không phải là một chiếc loa dành cho bạn. Ở bên thì các bạn sẽ có một khe được đậy nắp và các bạn có thể sử dụng những kết nối này để kết nối ngay với các thiết bị như là máy nghe nhạc hay là các thiết bị có kết nối dây AUX. Ngoài ra thì bạn có thể kết nối em nó qua phần mềm và bạn cũng có thể điều khiển những chiếc loa khác nhau nếu như nó được kết nối qua JBL Connect. Với một chiếc loa như Post 3 thì các bạn có thể thấy rằng JBL thật sự giàu sáng tạo với những thiết kế của mình, luôn có thể mang đến nhiều sự tiện lợi hơn với các sản phẩm của mình, không chỉ đơn thuần là một sản phẩm loa dùng để nghe mà còn dùng để trang trí một cách vô cùng thời trang. Và sau đây thì mình sẽ bật nhạc trên em Post 3 này để các bạn xem có đúng là chiếc loa này rất nội lực về bass hay không nhé. Sure.
Và đó là tất cả những gì mà mình muốn giới thiệu cho các bạn về chiếc loa Pulse 3 đến từ JBL. Và như các bạn đã thấy thì đây là một sản phẩm cực kỳ sáng tạo đến từ JBL. Cụ thể là em nó tích hợp một bộ đèn mà các bạn có thể sử dụng em nó như là một bộ đèn ngủ hoặc là để trang trí cực kỳ hữu ích với những option ánh sáng của em nó. Nếu các bạn thích video này thì hãy đừng quên để lại cho chúng mình một like và một subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.